Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với dạng bài tập về lãi suất kép. Ở trong video ngày hôm nay là chúng ta đang dạng số 2 là lãi suất kép liên tục compounded continuously. Đầu tiên là chúng ta tóm tắt lý thuyết. Đầu tiên là chúng ta định nghĩa lãi suất kép liên tục compounded continuously. Lãi suất kép liên tục là lãi suất được tính tại tất cả các thời điểm sau khi chúng ta gửi vốn, thì chúng ta có được công thức là tổng số tiền nó bằng là số vốn nhân E mũ RT, với R là lãi suất, T là thời gian ha, đặc biệt của T là năm. Để các em dễ hình dung về lãi suất kép liên tục, sau đây là chúng ta phân tích cho hình vẽ. Tại thời điểm đầu tiên các em gửi vốn thì lãi suất nó được tính ngay ha. Nó khác với lãi suất kép theo kỳ là lãi suất nó được tính khi chúng ta đủ kỳ hạn. Vậy chúng ta sẽ được phần lý thuyết. Sau đây là chúng ta làm bài tập ví dụ. Bài tập ví dụ là tìm future value là tính A đó ha. Số tiền là 100 đô. Lãi suất là lãi suất kép liên tục. Lãi suất là 6% trong thời gian là 12 năm. Thì chúng ta thấy rằng số vốn ban đầu nó bằng 100, R nó bằng là 0,06, T bằng 12. Các em dùng công thức thì chúng ta có được tổng số tiền. Đây là công thức ha. Lấy số các em thế vào, các em tính được là 205,44 đô. Rất đơn giản các em ha. Sau đây là chúng ta trên bài số 2. Bài số 2, số 4 ban đầu là 2.000 đô. Đầu tư theo là lãi suất kép liên tục ha. Lãi suất là 10%. Để bài hỏi rằng là sau bao nhiêu ngày số tiền đạt được là 2.100 đô. Sau đây là chúng ta giải. Thì chúng ta có được áp dụng công thức gọi là kép liên tục. Các em có được A nó bằng là B nhân E mũ RT. Để bài yêu cầu là tìm T ha. Đơn vị là ngày. Lấy A lấy B lấy R các em thế vào. Các em để 2.000 này xuống. Thì chúng ta có được chỗ này. Thì tại đây các em lấy log 2 vế. Thì chúng ta có được là log của 2.001 trên 2.000. Nó sẽ bằng là log của E mũ 0,1T. 0,1T các em đưa ra luôn ha. Log E bằng 1 và bên phải nó bằng là 0,1T. Từ đây các em có được T thì T nó bằng là log. Chỗ này các em bỏ đi 2 số 0 thì chúng ta có được log của 21 trên 20 chia 0,1. Các em tính được là 0,488, đơn vị là 5. Giữ trên ngày thì tại đây các em nhân cho 365 thì chúng ta có được là số ngày cần tìm. Các em xong được bài số 2. Sau đây là chúng ta sang bài số 3. Bài tập số 3 là yêu cầu tính lãi suất. Số vốn ban đầu là 1.000. Tổng số tiền đạt được là 4.000 sau 10 năm là sẽ kép liên tục ha. Bài này yêu cầu là tính R. Sau đây là chúng ta giải. Thì chúng ta có được tổng số tiền nó bằng là số vốn nhân cho E mũ RT. Lấy A lấy B lấy T các em thế vào. Các em chia 2 vế cho 1.000 thì chúng ta có được chỗ này. Thì tại đây các em lấy log 2 bên. Thì với trái là log của 4, với phải là log của E mũ 10R. 10R các em đưa ra trước luôn. Thì với phải nó bằng là 10R nhân log E, tức là 10R. Từ đây chúng ta có được R nó bằng là log 4 chia cho 10. Các em bấm máy ha, thì chúng ta có được là 0,1386 đưa 10% là 13,86%.